Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác của Quốc hội đã đến thăm chúc Tết và kiểm tra công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Cảnh sát cơ động tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, cán bộ chiến sĩ Cảnh sát cơ động đã luôn phấn đấu, rèn luyện, khắc phục mọi khó khăn, không quản ngại gian khổ hy sinh, lập được nhiều thành tích xuất sắc, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước, không ngừng củng cố và tăng cường thế trận an ninh nhân dân. Đặc biệt, đã phát huy vai trò nòng cốt là một trong những lực lượng trọng yếu trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19, góp phần quan trọng cùng cả nước kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, bảo vệ tối đa tính mạng và sức khỏe của nhân dân, giúp đỡ, hỗ trợ hết mình cho nhân dân trong lúc khó khăn hoạn nạn, để lại những hình ảnh sáng ngời về người chiến sĩ công an nhân dân trong lòng nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế. Nhấn mạnh năm 2022 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây là năm bản lề thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 7, giai đoạn phát triển mới, có những cơ hội và thách thức mới, đan xen giữa bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp và khó đoán định. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra ngày càng nặng nề và phức tạp hơn, đòi hỏi lực lượng công an nhân dân, trong đó có lực lượng cảnh sát cơ động cần bám sát, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp và tuyệt đối của Đảng, Đảng bộ cơ quan Trung ương, không để bị động, bất ngờ, chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu, phục vụ có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước, xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch, nghị quyết công tác của công an và chương trình công tác của lực lượng. Tập trung xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, thực hiện có hiệu quả 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao tặng quà Tết, động viên cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác của Quốc hội cũng đã đến thăm, làm việc và chúc Tết Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.